Cái đầu bóc về. Bóc về luôn. V9 là sao? V9 là con cái đen. Là con dòng mới nhất á. V9 là dòng mới nhất. Được 4 cái xe. Con này thì sao? Cũng vậy. Cái này cũng kính cường lực à? Cái kính của nó là như vậy nè. Cái này gõ tay kính kiến nào mà dễ gõ được? Không có nghĩa là anh biết sao nó hỗ trợ cho lúc mà mình đặt cái túi hay là mình cấn vô cái bàn rồi nọ, nó có không bị cấn máy á, như cái nhiều cái á, nó sẽ bị cấn chỗ này. Cái này màu đen. Tại vì cái nó lấy dòng này tại vì cái độ bắt sóng ba giờ thì nó cũng nhanh hơn 4 giờ cũng nhanh hơn còn ta nó chưa giờ cái nước đó mà rồi ra trước thì chiên cho phi bây giờ thử hai cái màn anh còn một bốn nhiều 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 cho cái pin ở ngoài đi anh, cái pin nhựa lắm này ngang với cái khung rồi cái khung bằng cái hơi xa anh mua trong hôm nay sẽ được giảm giá, sẽ được giảm 500 ngàn, còn 4.990 ngàn thôi, chỉ trong hôm nay thôi. Chào bye 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 bye. Cái này màu nó đậm, màu nó đậm nó nét hơn. Mời anh về với đội của em. Hello nhóc Nghi. Cái này nó có màn hình trong à? Còn cái này không có đúng không? Sao mình không có đúng không? Kêu rồi, máy đọc rồi. Tại vì anh gớ mình được tí anh thêm dòng này đi. Mình cứ có 100 nhiêu đó không được được rồi. Có màu đen đẹp. Cái kiểu dáng nó đẹp, màu đen nó đẹp hơn. Nó là bắt sóng nè. Vụ kỳ cấp tại phe đủ có tặng kèm cho cái phương. Ngoài ra này nó có tặng kèm thêm món quà 3 món nữa. Trả góp là mấy tháng? Trả góp mấy tháng? 6 tháng. Có, có tháng là 1 tháng rồi. Thẩm ơi, tính con này góp 6 tháng bao nhiêu vậy? Dưới trước 10%. Dạ. Đó là bên nhạc nè. Bây giờ nhưng mà không bán trước rồi. Không credit. Không credit thì đi trước 30% rồi thôi. Đúng rồi, không 30%. Bây giờ anh làm bên ngày thì em được hả? Được không? Em làm được mua mấy đây? Được. Mấy anh im lặng lắm nha. Anh cho mấy đây thì mấy đây? 5 tháng. Không. TV có 5 tháng không? Không, là TV 6 tháng mà mình có 5 tháng. Ông đấy từ đối trước như là 30. Bắt buộc phải 30 á. 30 thì cái giá này đối trước 30%. Nhưng mà em sẽ giảm cho 500 ngàn vào tiền trả trước. Để đâu còn nhiều đâu. Đúng rồi, giảm 500 ngàn vào tiền trả trước. Hiếu ơi Hiếu, tính cái con 5.490 thôi chứ 30% lớn không phải tính coi. Đi số 9 á. Chị coi. Đi số 9 á. Đây nè anh. Đúng rồi. Và cái dòng Y này nó có bằng dòng V đâu. Tất nhiên cái dòng V cao cấp hơn rồi anh. Đó là đảm bảo rồi, còn cái dòng này nó cũng đâu phải là dễ đâu anh. Cái dòng V của nó là dòng mới ra. Tất cả mọi thứ thì anh bớt đi tao nè. Nên nó sẽ làm trên cái giá này. Còn giờ mình đã trước 1.347.000 giảm cho 500.000 rồi tiền trả trước cho